Nội dung hôm nay chúng ta sẽ học đó là ảnh số, thuật ngữ tiếng Anh để phục vụ cho việc tra cứu đó là Digital Image. Thì bài này nó rất là thú vị. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái lược sử, quá trình phát triển của ảnh số. Ảnh số đã được hình thành như thế nào. Trước đó thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu về cái ảnh analog. Cái ảnh mà chắc các bạn biết là khi mình chụp ảnh hình thẻ đúng không? Chúng ta chụp hình bằng máy cơ. Khi mà đi chịu những buổi lễ tốt nghiệp, chúng ta cầm trên tay những cái ảnh bằng xương bằng thịt thì cái ảnh đó đã được tạo ra như thế nào và lấy cái cảm hứng nào để mà từ cái ảnh được chụp bằng máy cơ chuyển thành là ảnh số đó. Thì nội dung hôm nay chúng ta sẽ học là như vậy. Đầu tiên đó là sự hình thành ảnh số, sau đó sẽ là một số cái định dạng ảnh phổ biến, và cuối cùng đó là chúng ta làm sao có thể đọc và ghi ảnh số bằng cái ngôn ngữ lập trình là Python. Ở đây tôi lấy một cái ví dụ, đó là chúng ta có một cái ảnh số ở đây, thì các bạn có thấy là nó có một cái yếu tố, đó là tại sao chúng ta có thể nhìn thấy được trong cái hang động này, đúng không? Rất là tối nhưng mà chúng ta lại có thể nhìn thấy được, có thể thấy được cô gái ở đây, có thể thấy được ở cái khu vực bên này. Thì chắc các bạn cũng có thể đoán đó là do ánh sáng, đúng không? Mà tôi cố tình chọn tấm hình này, các bạn thấy là ánh sáng của mình nó sẽ đi dạng thẳng đó, như vậy tiên rồi. Và lưu ý là khi mà nó chạm vào cái thành của cái hang động đó, thì lập tức nó sẽ dội đó, nó sẽ dội vào bên đây tương tự như vậy. Ở đây nó sẽ dội vào đó, từ đó chúng ta có thể thấy là mắt người có thể cảm nhận được ánh sáng ở bên trong hang động là do quá trình mà ánh sáng mặt trời chiếu vào cái khe hang này đó, cái miệng hang, sau đó nó chạm vào thành rồi nó sẽ phản xạ qua lại, đúng không? Ở đây thì nó lại tiếp tục nó phản xạ xuống chứ không phải là không đó. Thế thì lấy cái yếu tố về mặt sinh học, chúng ta sẽ nghiên cứu về mặt yếu tố, chúng ta sẽ nghiên cứu về mặt sinh học trước. Đầu tiên á, là chúng ta sẽ nói đến cái cấu tạo mắt người và cái vai trò của từng cái bộ phận. Rồi thì đầu tiên đó chính là cái thủy tinh thể, lens. Cái từ này là các bạn bắt gặp rất nhiều, đúng không? Lens trong máy chụp hình nó chính là cái thấu kính. Thì ở đây là lens trong cái ngữ cảnh gọi là sinh học thì nó gọi là thủy tinh thể. Thế thì cái công dụng của cái lens này để làm gì? Công dụng của lens đó là để điều chỉnh ánh sáng, đúng không? Để điều chỉnh ánh sáng bằng cách đó là nó sẽ tạo ra các cái tiêu cực khác nhau thông qua việc là co bóp. Ví dụ như nếu cái thủy tinh thể này, đúng không, mà nó co, đúng không, nó cong như thế này thì ánh sáng khi mà nó truyền qua đây nó sẽ bị gập xuống đó, nó sẽ bị gập xuống tương tự như vậy. Ánh sáng đi qua đây nó gập đó. Thì lúc này cái điểm hội tụ của mình, hay còn gọi là cái điểm tiêu cực, nó sẽ rất là gập, rất là bé. Trong khi đó nếu như cái thủy tinh thể này mà nó giãn ra, đúng không? Đó, nó giãn ra thì ánh sáng sẽ đi vào đây và gần như là đi song song, nó sẽ bị tiếp bị biến dạng hơn. Rồi thì lúc này chúng ta sẽ nhìn xa, tiêu cự ở xa, còn ở đây là tiêu cự ở gần. Thế thì khi mà chúng ta nhìn một cái vật thể ở đằng xa, đúng không, thì chúng ta sẽ thả lỏng cái mắt ra, và lúc đó thì cái tiêu cự của mình đặt ở đằng xa, cho nên mình có thể nhìn rõ được những vật ở rất là xa. Nhưng mà bù lại thì những cái vật ở gần mình sẽ không thể thấy rõ được. Và ngược lại, khi chúng ta đọc cuốn sách, đúng không, đặt cái cuốn sách ở gần trước mặt này, thì mắt mình bắt đầu phải tập trung luôn. Thì lúc này là cái cơ của mắt á, nó bắt đầu nó bóp lại để làm cho cái thủy tinh thể này nó cong đó, nó cong giống như cái trường hợp này, nó cong lên. Và khi nó cong lên thì cái tiêu cự nó sẽ đặt ở gần, dẫn đến là giúp cho mình đọc được những cái cuốn sách hoặc là nhìn thấy được những cái đồ vật ở gần. Thì thông thường các bạn hay nghe có cái bệnh gọi là bệnh cận thị. Thì cái bệnh cận thị nguyên nhân đó là do các bạn nhìn gần quá nhiều và mắt các bạn cứ luôn ở trong cái tình trạng gọi là co, tức là nó sẽ gồng lên và về lâu về dài thì nó sẽ bị dị tật, là chúng ta chỉ phải nhìn rất là khó khăn, là do mắt chúng ta lúc nào cũng phải gồng làm cho cái thủy tinh thể nó bị cong và bị biến dạng và không thể hồi phục lại được. Rồi cái
Cái bộ phận tiếp theo đó là cornea, thì cái này đó là giác mạc. Thì mục tiêu của cái cornea, cái giác mạc này thì nó cũng có một cái phần vai trò giống như là thủy tinh thể, nhưng mà nó không có cái khả năng co giãn. Mục tiêu chính của nó chỉ để là bảo vệ, bảo vệ mắt. Rồi, cái bộ phận tiếp theo đó là iris, tức là cái mống mắt. Rồi, cái mống mắt thì cái iris này nó có khả năng đó là kéo ra, đúng không? Hoặc là kéo vào khi thu vào A và khi thu vào B. Nếu khi thu vào B, đúng không, thì đồng thời bên đây cũng vậy, nó cũng sẽ thu về, thu vào, rồi bên đây nó sẽ đi về đây. Thì khi thu vào B, đúng không, khi thu vào B thì tức là mắt đang đóng lại. Đó, ánh sáng của mình nó sẽ đi vào rất là ít, ánh sáng sẽ đi vào rất là ít. Trong khi đó nếu là A, đúng không, thì mắt mở ra thì dẫn đến là ánh sáng vào nhiều. Rồi, chúng ta tưởng tượng nha, khi chúng ta đi ra ngoài ngoài trời nắng chang chang thì mắt chúng ta sẽ tự nhiên có một cái phản xạ, và đố các bạn biết đó là mắt của mình sẽ phản xạ là co lại về phía A, đúng không? Co lại, kéo cái thằng này, cái mống mắt về phía A, hay là co lại về phía B. Rõ ràng là nó sẽ co về phía B, tại vì sao? Khi ra ngoài trời nắng, cái cường độ ánh sáng rất là lớn, nó sẽ tạo ra một cái việc làm cái năng lượng của nó đập vào bên trên cái retina, tức là cái giác mạc này, rất là nhiều, dẫn đến là mắt sẽ bị mỏi và chói. Thế thì để giảm bớt cái cảm giác khó chịu đó thì cái mống mắt nó sẽ co về phía B, tức là nó đóng lại để cho cái lượng ánh sáng vào ít thôi. Ngược lại, khi chúng ta vào vào trong bóng đêm, đúng không, thì do cái ánh sáng nó quá ít, cường độ ánh sáng quá ít, mà chúng ta muốn có thể thấy được những cái đồ vật trong bóng đêm để mà biết đường đi, thì lúc này chúng ta phải mở ra, cái mống mắt nó phải mở to ra để chi, để ánh sáng nó đi vào càng nhiều càng tốt, cái chùm tia ánh sáng đi vào càng nhiều càng tốt, thì lúc đó mình mới có thể thấy rõ được. Thì đó là cái phản xạ của mắt người. Rồi, tiếp theo đó là cái retina, cái này gọi là võng mạc. Rồi, thì khi ánh sáng nè qua giác mạc nè, rồi qua thủy tinh thể nè, rồi nó sẽ chiếu và chiếu lên trên võng mạc, và trên võng mạc nó sẽ có rất nhiều những cái dây thần kinh, đúng không? Có những cái điểm vàng, rồi và nó sẽ nối vào bên trong não, nó sẽ nối vào bên trong vỏ não. Thì trên não á, nó sẽ có một số cái phân khu, nó sẽ có một số cái phân khu, thì phân khu này chuyên xử lý về hình ảnh. Đây là cái cấu tạo của mắt người. Khi mà chúng ta nhìn thấy một cái đồ vật ở bên ngoài thì điều đó có nghĩa là gì? Là sẽ có một cái ánh sáng đó, nó sẽ có một cái ánh sáng phát ra từ cái đồ vật đó, và nó sẽ đi vào bên trong mắt. Đầu tiên là nó sẽ qua cái võng mạc, võng mạc. Rồi, thì ở cái khu vực này nó sẽ bị che lại, đúng không? Khu vực này che lại, và cái phần mống mắt nó đang để ở đây, đúng không? Thì tất cả những cái ánh sáng nào mà đi đến đây là nó sẽ bị chặn lại. Còn những cái ánh sáng nào mà vừa vượt qua được cái mống mắt, đúng không? Ví dụ như cái chùm ánh sáng này thì nó sẽ đi qua cái thủy tinh thể. Rồi, từ cái qua thủy tinh thể, sau đó nó sẽ hội tụ lên trên võng mạc. Rồi sau đó nó sẽ truyền tín hiệu vào bên trong não. Thì đây là cái cơ chế. Nếu ngoài đời, ở ngoài đời, đúng không, thì chúng ta sẽ có là ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời rồi nó sẽ chiếu vào một cái đối tượng, nó sẽ chiếu vào cái đối tượng, ví dụ ở đây chúng ta có người, đúng không? Nó chiếu vào đối tượng rồi sau đó nó sẽ dội lại, nó sẽ phản xạ vào bên trong cái mặt. Thì ánh sáng không phải là phát ra từ người mà là từ mặt trời, đúng không? Như mình đã đề cập ở trước đó. Rồi, tiếp theo đó sẽ là một cái thí nghiệm mà các bạn chắc là đã từng làm rất là thích thú khi mà còn học hồi cấp 1, cấp 2. Đó là thí nghiệm về thấu kính hội tụ. Thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta sẽ sử dụng cái thấu kính hội tụ để đốt cái tờ giấy. Đó.
Thì chút nữa mình sẽ nói là tại sao cái thí nghiệm này nó có liên quan đến cái môn học này. Đầu tiên đó là ánh sáng mặt trời chiếu song song thế này, rồi qua cái thấu kính này nó sẽ hội tụ, nó sẽ hội tụ và cái lượng, cái năng lượng khi mà nó tập trung tại một điểm thì nó sẽ rất là lớn, nó sẽ rất là lớn, nó sẽ khiến cho cái tờ giấy này bị cháy và người ta sẽ lợi dụng cái tính chất này để mà làm ra cái máy chụp hình. Rồi cái máy chụp hình để tạo ra cái ảnh analog ha, ảnh analog thì đây là cái cấu tạo này. Tất cả những cái cấu tạo về mặt tất cả những cái cấu tạo của mắt người về mặt gọi là sinh học thì đều được bắt chước bởi cái thiết bị này, đó là cái thiết bị máy ảnh cơ thời xưa. Đây đây là có một cái thấu kính nè, như hồi nãy mình nói với các bạn, cái thấu kính này nó chính là lens, đúng không? Nó chính là cái bắt chước cho cái lens. Ở đây nó sẽ có một cái cửa chập, cái cửa sập. Thì khi mà chúng ta muốn chụp hình thì chúng ta sẽ kéo cái cửa sập này ra, kéo cái cửa này ra để cho ánh sáng đi vào. Còn khi chúng ta không muốn chụp, chúng ta sẽ đóng xuống. Đó, nhắc lại ha. Khi chúng ta muốn chụp hình thì kéo lên, đúng không? Muốn ngưng chụp, ngưng chụp thì chúng ta sẽ đóng xuống. Đó. Thì ánh sáng lúc nào nó cũng đi vào, đúng không? Ánh sáng ở bên ngoài thế giới lúc nào nó cũng sẽ đi vào. Đó, nó cũng sẽ đi vào đây. Rồi sau đó nó sẽ chiếu vào đây. Và lưu ý là khi nào chúng ta kéo kéo cái cửa sập này lên, đúng không? Kéo cái cửa sập này lên thì cái này nó giống như là cái iris của mình. Đó, cái này nó giống như iris của mình. Rồi. Và khi vào đây, đúng không? Nó sẽ có một cái phim. Đó, nó sẽ có một cái phim. Thì cái này nó giống như cái retina vậy nè. Thì ở đây là nó sẽ là cái tấm phim. Và phim là một cái loại hóa chất đặc biệt. Phim là một cái loại hóa chất đặc biệt. Rất là nhạy sáng. Rồi, chúng ta quay lại cái slide trước nè. Với cái thấu kính hội tụ, đúng không? Ánh sáng tập trung lên đây. Nhưng mà đương nhiên, cái loại giấy này muốn mà cháy được á, thì nó phải chờ một cái thời gian rất là lâu, đúng không? Do giấy là một cái loại vật liệu cũng tương đối là bền, khó mà cháy được. Nó phải chờ một thời gian rất là lâu. Nhưng mà phim á, thì nó là một loại, là một cái loại hóa chất đặc biệt, nó rất dễ bị cháy. Cháy ở đây không phải là cháy là bốc khói, mà là nó sẽ bị hằn lên trên, nó bị biến đổi hóa chất, nó bị biến đổi từ chất này thành chất khác ha. Cái khái niệm cháy ở đây nó không phải là cháy như kiểu là có lửa có khói, mà cháy ở đây đó là nó bị biến đổi đó. Thế thì ánh sáng ngoài trời, đúng không? Ánh sáng ngoài trời rồi chiếu vào đây, sau đó rồi phản dội vào người và đi vào bên trong cái máy chụp hình, đúng không? Qua cái lens, cái lens chính là cái thấu kính và nó sẽ giúp tập trung ánh sáng lên trên cái tấm phim. Và phim này á thì nó rất là nhạy sáng. Khi chúng ta vừa kéo cái cửa chụp lên, đúng không? Vừa kéo cái cửa chụp lên thì lập tức là cái phim nó sẽ bị cháy và nó sẽ hằn lên trên. Ở bên ngoài thế giới nó sẽ có cái hình thù như thế nào thì nó sẽ hằn lên trên cái tấm phim. Thì các bạn, đây đây là chính là cái cuộn phim này. Và đây là cái vùng mà không sử dụng được, đúng không? Tại vì nó đã ra ngoài ánh sáng rồi. Nhưng cái vùng cái phim, cái tấm phim mà có thể sử dụng được nó sẽ nằm bên trong, nó cứ kéo ra rồi. Và khi mà chụp hình đó, thì đây là những cái thước phim này. Trên trên nó sẽ hằn lên cái cảnh giống như ở ngoài đời. Và để mà có thể tạo ra những cái tấm ảnh mà mình có thể xem được đó, thì nó sẽ dùng đến một cái loại hóa chất đặc biệt đó. Và thông qua cái phim và cái hóa chất đặc biệt này thì nó có một cái loại đèn, có một cái loại đèn chiếu vào cái hóa chất này và cái phim thì nó sẽ giúp cho mình tái tạo ngược trở lại, tái tạo ngược trở lại cái cảnh giống như là mình đã chụp trước đó. Rồi thì ở đây ha, mình là phơi cái tấm hình này, phơi cái tấm hình này, đúng không? Trước một cái loại ánh sáng để từ đó là hình nó sẽ hiển thị dần dần ngược trở lại, tạo thành cái cảnh như ban đầu. Rồi thế thì ảnh số, ảnh số là hoàn toàn bắt chước cái cơ chế của, bắt chước cái cơ chế của ảnh, của máy chụp hình thời xưa.
nó bắt chước cơ chế của máy chụp hình ngày xưa. Bắt chước cái cơ chế sinh học. Rồi, nó chỉ thay, đúng không? Hồi nãy trong cái bài trước, trong cái mục trước thì nó có một cái tấm phim ở đây đúng không? Thì đối với cái ảnh số nó chỉ thay cái tấm phim này bằng một cái loại thiết bị đó là CCD. Đây là một cái con chip, đây là một cái con chip để mà ghi nhận. Ánh sáng. Đúng không? Nó thay cái tấm phim hóa chất đúng không? Cái phim đó, nó thay hóa chất bằng con chip điện tử. Rồi, còn lại là cái cơ chế hoàn toàn y chang. Thì nó cũng có là cái thấu kính, có cái cửa chập và ánh sáng mặt trời đúng không? Ánh sáng mặt trời chiếu vào, sau đó nó sẽ dội vào bên trong cái lens, sau đó nó sẽ hội tụ lên trên cái tấm cái con chip này. Và cái con chip này á, nó sẽ là có rất nhiều điểm. Và lưu ý là con chip này nó sẽ là dạng chữ nhật như thế này ha. Trên đây nó sẽ có dày đặc rất nhiều cái điểm, và mỗi cái điểm này nó sẽ cảm nhận cái ánh sáng, để từ đó nó sẽ mã hóa đó, nó mã hóa mỗi điểm này thành một cái giá trị màu. Và một cái lưới các điểm như thế này thì người ta sẽ tượng trưng cho một cái tấm ảnh đúng không? Nó sẽ bao gồm là bề bề ngang và bề cao, và mỗi một cái điểm ở đây á thì người ta gọi nó là một cái pixel, nó gọi là pixel, và viết tắt của chữ đó là picture element, viết tắt của chữ là picture element. Rồi thì mỗi một cái pixel này á, mỗi cái pixel nó sẽ có một cái giá trị màu, giá trị màu. Thế thì hồi xưa chúng ta có hay chơi cái trò gọi là phối màu đó, thì mỗi một cái màu sắc á, nó có khả năng được tạo từ một tập hợp những cái màu sắc khác. Ví dụ như ở đây chúng ta có ba cái màu cơ bản, ba màu cơ bản đó là màu đỏ đúng không, tương ứng là red, màu xanh lá green và màu blue, màu xanh dương. À, từ ba cái màu này chúng ta có thể trộn lại với nhau để tạo ra thành cái màu mới. Lấy ví dụ chúng ta muốn tạo ra màu màu vàng đúng không, yellow, màu vàng, thì chúng ta sẽ trộn màu red cộng với lại màu màu green, một cái màu đỏ nóng và một cái màu xanh xinh xắn thì nó sẽ ra màu vàng. Rồi ví dụ như chúng ta muốn trộn màu trắng thì sao, đúng không? Chúng ta muốn trộn màu trắng thì chúng ta sẽ trộn đồng thời cả ba màu red cộng green cộng blue, trộn lại với nhau và với cái tỷ lệ bằng nhau thì nó sẽ ra màu trắng đó. Thế thì mỗi một cái pixel ở đây nó sẽ được mã hóa bởi ba cái giá trị, đó là red và green và blue, đúng không? Mỗi một cái giá trị này nó sẽ có giá miền giá trị là từ 0 cho đến 255. Mỗi cái giá trị này nó sẽ có miền giá trị là từ 0 cho đến 25. 0 có nghĩa là không có, đúng không? Không có cái màu này, không có cái màu này. Và 255 đó là cái màu ở mức độ bão hòa. Đó. Ví dụ như nếu mình nói màu red mà không, tức là không có một cái tí màu red nào cả, không có một tí cái màu đỏ nào cả. À, mình nói màu green là 255, ví dụ vậy, thì ở đây là nó hoàn toàn là màu xanh lá. Màu xanh lá gọi là tối đa và chúng ta không thể nào mà làm bão hòa được. Thế thì từ cái bộ ba giá trị red, green, blue này ha, red, green, blue, nó sẽ được đại diện cho một cái pixel ở đây. Đó, như vậy, bản chất ảnh số của mình nó sẽ là một cái lưới, đúng không? Một cái lưới, một cái ma trận. Trong đó mỗi một cái phần tử sẽ là một bộ ba các giá trị red, green, blue. Và lưu ý ở đây là cái giá trị từ 0 đến 25 này chúng ta quy ước nha.
đó là quy ước. Và trên thế giới đại đa số người ta sử dụng quy ước như vậy, không có nghĩa là không có màu. 255 có nghĩa là màu ở mức độ bão hòa. Rồi thì sau đây sẽ là một số cái khái niệm về ảnh số. Khái niệm đầu tiên chúng ta hay thấy đó chính là cái khái niệm về độ phân giải. Ví dụ như chúng ta hay nói độ phân giải là 600, 800, 1900 nhân cho 1000 hay còn gọi là Full HD, hoặc là 3800 nhân cho 2100, độ phân giải là 4K. Thì khái niệm độ phân giải đây thể hiện là số số chiều của ma trận ảnh. Số chiều của ma trận ảnh. Thế thì một cái ảnh mà có độ phân giải càng cao thì cái khả năng biểu diễn của nó, cái độ sắc nét của nó sẽ càng cao. Đúng không? Còn nếu như các bạn tưởng tượng nha, cái ảnh của mình độ phân giải nó thấp thì ảnh của mình nó sẽ không có đủ chi tiết, nó không có đủ độ sắc nét. Rồi, mình lấy ví dụ các bạn sẽ có một cái ảnh ví dụ rồi low resolution. Đây, bên đây chúng ta sẽ thấy là ảnh của mình độ phân giải rất là thấp, chúng ta sẽ thấy nó rất là nhòe. Ở đây ảnh độ phân giải cao hơn, chúng ta sẽ thấy nó có nhiều đường nét tốt hơn. Đây là ảnh độ phân giải thấp 8x8. Tại vì sao? Cũng một cái kích thước như này nhưng mà chúng ta chỉ có 8x8 điểm ảnh. Trong khi đây, đây là ảnh 32x32. Đúng không? Chúng ta sẽ thấy nó có cái yếu tố sắc nét nó cao hơn. Đây, đây là tương phản của ảnh độ phân giải thấp và độ phân giải cao. Đây là một ví dụ để minh họa. Rồi, kích thước ảnh hay còn gọi là khối lượng ảnh, dung lượng ảnh thì đây là tổng cái số byte hay là tổng cái số bit, tổng số cái khối lượng cái bộ nhớ đúng không? Mà máy tính sử dụng để lưu cho một tấm ảnh thì cái này người ta gọi là kích thước ảnh. Ở đây là độ phân giải ảnh ha, cũng là một cái kích thước như thế này nhưng mà nếu chúng ta chia thưa đúng không? Thì người ta gọi là độ phân giải thấp. À, nhưng nếu cũng kích thước như thế này và chúng ta chia dày đặc, chia cho nó dày đặc thì cái này người ta gọi là độ phân giải cao. Còn kích thước ảnh là cái khối lượng, cái số lượng byte mà máy tính sử dụng để mà lưu một cái tấm ảnh. Ví dụ như ảnh 400K là ảnh cũng tương đối là nhẹ, ảnh mà 5MB ảnh này là tương đối là nặng. Rồi khái niệm tiếp theo đó là một số cái hệ màu mặc định mà chúng ta đã học hồi nãy đó chính là hệ red green blue. Ngoài cái hệ red green blue này thì chúng ta còn một số cái hệ khác, ví dụ HSV, CMYK, LAB. Thì mỗi một cái hệ màu này nó sẽ có một cái công dụng nhất định. Ví dụ như hệ CMYK thường sử dụng trong in ấn, à như chúng ta đã nói hồi nãy, tức là một màu đúng không, nó sẽ được trộn bởi nhiều màu khác. Đó. Thế thì red green blue đúng không? Đỏ xanh lá xanh dương đó là một cái hệ màu, nó là một cái cách trộn. Đây là những thành phần cơ bản. Rồi, nó còn một cái không gian màu khác đó là HSV, H là hue, S là saturation. V đó là value. HSV. Thì cái kênh này á cái hệ màu này là nó gần gũi với lại cái thị giác của con người, cái khả năng cảm nhận thị giác của con người, khả năng cảm nhận màu sắc của con người. Còn cái màu red green blue á, thì khi các bạn thay đổi một cái giá trị màu, ví dụ như các bạn cố định màu red màu green và các bạn cho blue chạy từ 0 cho đến 25 nhưng các bạn không thể biết được là với 0 nó sẽ ra màu gì, với 25 thì chúng ta không thể đoán được cái màu tiếp theo nó sẽ ra màu gì. Trong khi đó với cái hệ HSV đúng không? Khi chúng ta thay đổi cái value thì chúng ta sẽ biết à cái ảnh của mình nó bắt đầu sáng lên hoặc tối xuống. Saturation là cái độ bão hòa. Đây là cái độ bão hòa. Đây là độ sáng. Còn đây là cái kênh về thể hiện màu sắc. Màu sắc. Sắc tố. Rồi thì khi mà mình thay đổi những cái giá trị ở đây mình sẽ đoán được là cái màu của mình sẽ nhận được là cái màu nào.
Ví dụ như saturation, độ bão hòa, mình tăng cái độ bão hòa lên thì cái màu của mình càng lúc mình sẽ thấy nó càng đậm, đỏ, hơi đỏ, đỏ vừa, rất đỏ, rất rất đỏ, đúng không? Thì đó là độ bão hòa. Còn hue là thể cái sắc tố, ví dụ xanh, đỏ, tím, vàng, lục, lam, tràm, tím, thì đó là thể cái sắc tố. Thì đây là một cái visualize cho cái kênh màu là HSP. Rồi. Đây, đây là kênh HSV. Chúng ta sẽ có theo cái trục này là cái trục V nè. Càng xuống dưới chúng ta sẽ thấy là cái màu đó cũng là màu đỏ nhưng mà nó lại tối đi. Càng lên trên cao, ở đây thì chúng ta sẽ thấy là nó sáng đi, đúng không? Còn saturation là theo trục này. Đó, là trục từ trong tâm đi ra ngoài. Càng ra ngoài thì cái độ bão hòa càng cao, càng vào trong độ bão hòa càng thấp. Ra ngoài thì cái màu đỏ của mình rất là đậm, mà vào trong thì cái màu đỏ của mình rất là nhạt. Còn hue là cái góc, hue là cái góc, đúng không? Ở đây sẽ là màu xanh lá, ở đây sẽ là màu vàng, ở đây sẽ là màu cam, ở đây sẽ là màu đỏ, ở đây sẽ là xanh dương. Thì hue là kênh là sử dụng cái góc để mà xác định giá trị. Rồi. Một số cái định dạng ảnh phổ biến đó là chúng ta sẽ có màu, à, có định dạng ảnh là bitmap. Đây là ảnh không nén. Rồi, một cái định dạng mà chúng ta sử dụng rất là nhiều đó là nén tần số, là JPEG. Và cái này là có mất mát thông tin. Rồi, cái khái niệm có mất mát thông tin ở đây nghĩa là gì? Cái ảnh đầu vào của mình chất lượng nó như thế nào thì khi mình nén nó sẽ làm giảm cái dung lượng, đúng không? Nó sẽ làm giảm cái kích thước, nó giảm cái kích thước lưu trữ của máy tính lại. Nhưng mà khi chúng ta hiển thị nó, chúng ta phải giải nén nó ra, đúng không? Và vậy thì cái việc giải nén này nếu như mà làm giảm chất lượng, làm giảm đi cái chất lượng của cái tấm hình thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã làm mất mát thông tin. Trong khi đó PNG là một cái dạng thuật nén mà không mất mát thông tin. Nghĩa là sao? Cái file ảnh ban đầu, đúng không? File bitmap rất là nặng. Khi chúng ta lưu nó ở dưới định dạng là PNG thì nó sẽ tạo ra một cái file có dung lượng, có kích thước là nhẹ hơn. Nhưng mà khi chúng ta hiện ảnh, những thì ảnh nó sẽ khôi phục ngược trở lại. Và cái ảnh này không, gần như là cái chất lượng y chang như là cái ảnh đầu vào. Thì cái này người ta gọi là không mất mát. À, chất lượng sau khi giải nén là không thay đổi. Không đổi. Trong khi ở đây thì ngược lại, chất lượng sẽ bị thay đổi và đương nhiên là theo chiều hướng tệ hơn. Rồi, tiếp theo đó là mình sẽ làm liên quan đến nội dung là thực hành, đúng không? Chúng ta nãy giờ chúng ta đã học về lý thuyết rồi, cuối cùng thì bản chất ảnh, đúng không? Bản chất ảnh là ma trận, là ma trận. Rồi, còn nếu mà ảnh màu đúng không thì người ta sẽ có một cái khái niệm khác đó là tensor, đúng không? Ảnh màu. Ta gọi là tensor. Tensor nghĩa là sao? Tensor nghĩa là một cái khối dữ liệu. Đó, nó sẽ có bề bề ngang nè, bề cao nè, thì đây là ma trận ha. Còn nếu như nó có thêm cái trục này nữa, đẹp độ sâu thì người ta gọi là tensor, cái này người ta gọi là tensor. Và nhiều hơn ba, lớn hơn hoặc bằng 3 chiều thì nó sẽ gọi là tensor. À, thì trong trường hợp ảnh màu mà được tạo bởi là ba kênh màu là red green blue, đúng không, thì depth ở đây sẽ là bằng 3. Mỗi một cái lát cắt ở đây, đúng không, mỗi một cái lát cắt ở đây sẽ là một cái kênh màu, mỗi một cái lát cắt ở đây sẽ là một kênh màu. Rồi, thế thì các thao tác mà trên ảnh thì chúng ta sẽ bao gồm đọc và ghi với thư viện Philo, đúng không, hoặc là các thao tác đọc, thao tác xử lý ảnh, rồi hiển thị ảnh và lưu ảnh sử dụng OpenCV. Thì đầu tiên đó là thư viện Philo. Thì lưu ý ha, là thư viện Philo là một cái thư viện mà cũng khá là phổ biến nhưng mà nó thường được sử dụng khi chúng ta không có nhu cầu thao tác xử lý nâng cao, không cần thao tác xử lý nâng cao. Rồi, và để cài đặt thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh đó là conda install -c anaconda Philo. Rồi, và cách sử dụng đúng không, cách viết, cách đọc cũng rất là đơn giản, đó là image.open tên. Ở đây thì thay vì là tên thì chúng ta có thể là để một cái đường dẫn.
đường dẫn đến ảnh. Đó. Rồi, thì ở đây image này sẽ kiểu là NumPy array, hay còn gọi là ma trận. Đó, thế thì để mà convert về cái dạng NumPy array thì chúng ta sẽ lưu ý image này nó không phải là NumPy array ha, mà là chúng nó ở dạng là image. Do đó thì chúng ta phải convert nó, đúng không? Dùng lệnh là nav.array truyền vào để convert nó về dạng ma trận. Và các thao tác trên ma trận nó cũng sẽ tương tự như là thao tác trên ảnh sẽ tương đương với lại thao tác trên ma trận. Rồi, thì ví dụ ở đây chúng ta lấy là nav image.set, thì ở đây ảnh của mình, kích thước của mình đó chính là ở đây 3, thì chắc các bạn đoán rồi, 3 kênh màu, đúng không? Còn ở đây sẽ là số dòng, đúng không? Thì tương ứng nó sẽ là chiều cao. Ở đây sẽ là số cột, tương ứng đó là chiều ngang. Rồi, tiếp theo đó là thao tác ghi. Thì sau khi chúng ta làm một cái số thao tác ở đây, đúng không, chúng ta sẽ ghi xuống dưới, thì dùng lệnh là image.cell, và ở đây chúng ta sẽ để cái đường dẫn. Rồi, đối với một số cái thao tác mà chúng ta đòi hỏi là phải xử lý nâng cao, ví dụ như chúng ta lọc ảnh nè, đúng không, filter, rồi rút trích đặc trưng cấp thấp, đặc trưng cấp cao, rồi sử dụng cho cái bài toán phân lớp ảnh, đúng không, sử dụng mấy cái mô hình máy học hiện đại, thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng thư viện đó là OpenCV. Rồi, thì để cài OpenCV, lưu ý là OpenCV nó không có mặc định trong Anaconda, do đó để cài thì chúng ta phải sử dụng cái câu lệnh như trên. Rồi, thì thao tác đọc ảnh thì cũng tương tự như là với Pilot, nó cũng sẽ rất là nhanh gọn, sử dụng một dòng code. Đó, ở đây là chúng ta sẽ import cái thư viện là CV2, đây chính là cái thư viện OpenCV của mình. Rồi, dùng lệnh là CV2.imread, thì chúng ta viết tắt của chữ là image read. Đó, và chúng ta sẽ truyền đường dẫn. Rồi, nếu như chúng ta lấy nguyên cái giá trị màu, thì tức là load vào ảnh màu, thì chúng ta sẽ không cần phải truyền tham số. Và lưu ý nha, trong OpenCV nó hơi ngược đời so với lại một số thư viện khác, đó là nó không phải đọc theo cái hệ màu là red, green, blue, mà nó theo thứ tự khác, đó là blue, green, red. Rồi, nó còn một cái cách đọc khác, đó là ảnh mức xám, thì chúng ta sẽ truyền tham số 0. Rồi, thì để lấy cái kích thước ảnh thì chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ sử dụng đó là chấm xét. Rồi, một số thao tác trên ảnh, và lưu ý là thao tác trên ảnh thì cũng tương đương là thao tác trên ma trận. Ví dụ ở đây chúng ta đã, ở bước trước là chúng ta đã đọc ảnh rồi, đúng không, chúng ta đã có cái biến gọi là ray image, thì bây giờ chúng ta muốn xóa một cái vùng, muốn xóa một cái vùng này là màu đen, cho nó là màu đen, thì chúng ta sẽ truyền vào chỉ số dòng và chỉ số cột. Đây là chỉ số dòng, dòng là từ 50 cho đến 100, đây là dòng 50, đây là dòng 100, đây là chỉ số cột, đúng không? Cột là từ 50 cho đến 100. Như vậy tất cả những cái pixel nào mà nằm trong từ dòng 50 cho đến 100, từ cột 50 cho đến 100, thì nó sẽ được gán bởi giá trị là 0. Đó, thì cái cách thực hiện nó cũng khá là đơn giản. Và để hiển thị ảnh thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm là cv2.inshow, là image show. Và lưu ý ở đây chúng ta cần phải có một cái way key 0. Nếu như chúng ta không có cái way key 0 này thì sau khi hiển thị ảnh này xong nó sẽ biến mất, đúng không? Để chờ có một thao tác nào đó tương tác lên trên cái ảnh này rồi mới kết thúc, thì chúng ta sẽ là CVK way key 0, chờ một cái thao tác nhấn chuột. Xin lỗi, chờ một cái thao tác nhấn bàn phím để dừng. Và sau khi dừng xong thì chúng ta sẽ gọi cái hàm là destroy all window, tức là xóa bỏ toàn bộ cái cửa sổ này. Rồi, để ghi xuống dưới file thì chúng ta sẽ sử dụng hàm là im write.
Rồi, cũng truyền đường dẫn. Và truyền cái ma trận mà mình cần ghi xuống. Bản chất ảnh chính là ma trận. Và ở đây là ray image, tức là nó chỉ có một cái màu, thì khi chúng ta lưu xuống ảnh của mình nó cũng sẽ không có màu ha, nó dạng là mức sáng. Rồi, như vậy thì qua bài này chúng ta đã tìm hiểu về cái cơ chế mà nó tạo ra được một cái tấm ảnh analog, từ đó là chúng ta số hóa nó tạo thành một cái ảnh digital, và chúng ta sẽ có một số cái chúng ta đã tìm hiểu một số cái khái niệm về ảnh, ví dụ như độ phân giải, ví dụ như là kích thước dung lượng ảnh, rồi các hệ màu trong ảnh, và chúng ta có một số cái định dạng phổ biến, ví dụ như là ảnh JPEG, ảnh bitmap, ảnh PNG. Ngoài ra thì chúng ta đã được học là một số cái thao tác đọc, ghi, hiển thị, xử lý trên ảnh sử dụng hai thư viện, đó là Philo và OpenCV.